Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn tiếng Việt lớp 3 sách Chân Trời Sáng Tạo, tuần 3, bài 2. Bản tin ngày hội nghệ sĩ nhí. Rồi trước hết là kem vào phần khởi động. Kể tên các câu lạc bộ dành cho thiếu nhi ở trường hoặc địa phương em. Rồi phần này thì tùy vào mỗi em. Ở mỗi địa phương khác nhau thì các em có thể kể tên các câu lạc bộ mà dành cho thiếu nhi ở trường hoặc là ở địa phương. Tiếp theo là chúng ta vào phần khám phá và luyện tập. Một, đọc và trả lời câu hỏi. Bản tin ngày hội nghệ sĩ nhí. Trường tiểu học mùa xuân. Ngày hội nghệ sĩ nhí. Ngày 23 tháng 9 năm 2022, các câu lạc bộ đã tổ chức ngày hội ra mắt trước toàn trường. Ngày hội đã thu hút hơn 300 học sinh và phụ huynh tham gia với nhiều hoạt động nghệ thuật sáng tạo. 1. Câu lạc bộ nhà văn nhí. 18 học sinh tham gia sáng tác thơ truyện. 2. Câu lạc bộ dẫn chương trình. 26 học sinh thử tài dẫn chương trình. 3. Câu lạc bộ ca sĩ nhí. 30 học sinh tham gia thi hát. 4. Câu lạc bộ diễn viên nhí. 15 học sinh diễn hoạt cảnh. 5. Câu lạc bộ họa sĩ nhí. 23 học sinh thi vẽ bìa sách. Ngày hội kết thúc trong cảm xúc đẹp của phụ huynh và học sinh toàn trường, ban tổ chức. Rồi tiếp theo là các em trả lời các câu hỏi sau. 1. Các câu lạc bộ của trường tiểu học mùa xuân tổ chức hoạt động gì trong tháng 9? À, các câu lạc bộ của trường tiểu học mùa xuân đã tổ chức ngày hội ra mắt trước toàn trường. Rồi các em tham khảo câu trả lời số 1. Trong tháng 9, các câu lạc bộ của trường tiểu học mùa xuân tổ chức hoạt động ngày hội ra mắt trước toàn trường. 2. Những ai tham gia ngày hội? Ngày hội đã thu hút hơn 300 học sinh và phụ huynh tham gia với nhiều hoạt động nghệ thuật sáng tạo. Rồi như vậy là các em tham khảo câu trả lời số 2. Hơn 300 học sinh và phụ huynh tham gia ngày hội. Câu hỏi số 3. Mỗi câu lạc bộ tổ chức hoạt động gì? Rồi trước hết là câu lạc bộ nhà văn nhí tổ chức hoạt động là thi sáng tác thơ truyện. Câu lạc bộ dẫn chương trình tổ chức hoạt động thử tài dẫn chương trình. Câu lạc bộ ca sĩ nhí tổ chức hoạt động là thi hát. Câu lạc bộ diễn viên nhí tổ chức hoạt động là thi diễn hoạt cảnh. Câu lạc bộ họa sĩ nhí tổ chức hoạt động thi vẽ bìa sách. Rồi như vậy là các em tham khảo câu trả lời số 4. Câu lạc bộ nhà văn nhí thi sáng tác thơ truyện. Câu lạc bộ dẫn chương trình thi thử tài dẫn chương trình. Câu lạc bộ ca sĩ nhí thi hát. Câu lạc bộ diễn viên nhí thi diễn hoạt cảnh. Câu lạc bộ họa sĩ nhí thi vẽ bìa sách. Câu hỏi số 4. Em thích hoạt động của câu lạc bộ nào nhất? Vì sao? Rồi em thích hoạt động của câu lạc bộ nào? Thầy giáo ví dụ. Em thích hoạt động của câu lạc bộ nhà văn nhí. Vì sao? Vì em cũng rất thích sáng tác
truyện thơ. Em mơ ước sau này mình trở thành nhà văn. Câu 5. Tìm từ ngữ phù hợp để nhận xét bản tin ngày hội nghệ sĩ nhí về thông tin và cách trình bày. Rồi trước hết là chúng ta thấy thông tin trong bản tin ngày hội nghệ sĩ nhí như thế nào? Thông tin rất rõ ràng, mạch lạc, ngắn gọn, đúng không? Cách trình bày như thế nào? Cách trình bày đẹp mắt, sinh động, hấp dẫn. Rồi bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.